Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 9 giờ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạ Thị Ngọc, chú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo hóa đơn giả qua điện thoại để mua hàng. Hạ Thị Ngọc đã chụp mã QR của các cửa hàng gửi cho người tên Hoài không rõ tuổi, địa chỉ cụ thể, quen biết qua mạng xã hội để tạo hóa đơn 2 triệu đồng mua quần áo ở quán của anh Vũ Hoài Dương, tạo hóa đơn 650.000 đồng để trả tiền quán cơm và tạo hóa đơn 1 triệu đồng để mua đồ. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã liên tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân với nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đồng thời khai nhận đã nhờ một đối tượng tên Hoài làm hóa đơn chuyển tiền giả rồi trả cho Hoài 70.000 đồng tiền công. Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương Thanh Quang, quê tỉnh Khánh Hòa, tạm trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của công an, Trương Thanh Quang đã dùng điện thoại di động gọi đến một công ty đặt mua 300 thùng nước giải khát rồi yêu cầu giao đến nhà bà Bùi Thị Phụng, chú xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. Khi đến địa chỉ trên, Quang đã lấy giả tên là Đàn ra đón và nói nhà bà Phụng là nhà của mình và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển 60 thùng nước suối ở sân nhà và chuyển 200 thùng nước giải khát trị giá gần 35 triệu đồng qua xe ô tô tải của Quang, rồi nói các nhân viên giao hàng chờ, có ý định bỏ trốn nhưng sau đó đã bị bắt. Vào ngày 7 tháng 4, một người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã đến công an xã Thừa Đức trình báo về việc nhặt được một bao đen dạt vào bờ biển khu vực cống bế nhỏ, ấp Thừa Tiên. Bên trong có 23 gói hình chữ nhật được đóng thành bánh. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Bình Đại, biên phòng tỉnh Bến Tre, công an tỉnh Bến Tre cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 23 gói ni lông trên. Qua xét nghiệm ma túy nhanh bằng máy phổ quang, cho kết quả các chất trong gói ni lông là ma túy dạng cocaine có tổng trọng lượng 26,96 kg. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ. Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xác nhận đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, gia đình để xác minh vụ việc bé trai 1 tuổi trên địa bàn phường Trường Sinh bị chấn thương não. Theo đó, vào ngày 3 tháng 4, gia đình gửi cháu bé tại trường mầm non Sơn Ca. Đến chiều cùng ngày, gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng bất tỉnh. Kết quả chụp chiếu bước đầu xác định cháu bé bị tụ máu dưới màng cứng, chấn thương vùng não. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và cháu bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chuyển sang một thông tin khác, vào chiều ngày 7 tháng 4 tại đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô chở khách trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa, tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San, thành phố Lào Cai, khiến 2 xe hư hỏng, 1 người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút, xe ô tô do lái xe trú tại quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển lưu thông hướng thị xã Sapa đi thành phố Lào Cai. Khi đến địa bàn xã Cốc San đã va chạm với 2 xe ô tô khác. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.